Hello cả nhà, như cái chủ đề mà mình chia sẻ trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ nói về phương pháp mình tự học tiếng Thái trong 3 tháng nó như thế nào để mình có thể giao tiếp và sử dụng tiếng Thái cơ bản. Đối với ai mà lần đầu đến với kênh YouTube của mình thì mình tên là Cao, mình là người Việt Nam. ก็สำหรับใครที่มาดูคลิปนี้วันนี้นะครับผมจะพูดเป็นภาษาเวียดนามเป็นหลักนะครับที่Lý do vì sao mình lại nói nó cơ bản ở đây là nó như thế nào? Cơ bản ở đây là ví dụ mình có thể tự giới thiệu về bản thân, ví dụ như độ tuổi, giới sở thích hoặc là nghề nghiệp của mình, hay là mình có thể dẫn một người Thái họ đi uống cà phê và giới thiệu là họ có thể uống những loại menu gì. Và cái thứ ba nữa là ví dụ như dẫn người Thái đi du lịch quay một số những cái địa điểm nổi tiếng mà mình có thể giao tiếp với bạn đấy bằng ngôn ngữ tiếng Thái là chính, mà không cần sử dụng tiếng Anh hoặc là ngôn ngữ hình thể. Ý mình là mình sẽ nói những cái cơ bản nhất mà không phải quá chi tiết về lịch sử, về mọi thứ liên quan những địa điểm mà mình dẫn các bạn đấy đi du lịch, hoặc là thậm chí mình có thể đi chợ thương lượng về mặt giá cả này kia. Thì với mình đó là những cái cơ bản, còn mình sẽ không biết là mindset của mỗi người cơ bản nó sẽ như thế nào. Thì trong video clip ngày hôm nay mình sẽ cover 3 phần chính. Thứ nhất là lý do vì sao mà mình lại bén duyên quyết định học tiếng Thái, và cái thứ hai nữa là nếu mình học tiếng Thái được rồi thì nó sẽ mang lại lợi ích gì cho mình, và cái thứ ba, cái chính nữa là phương pháp và cái mẹo mình học tiếng Thái nó như thế nào để trong 3 tháng mình có thể tự học và có thể giao tiếp cơ bản được tiếng Thái. Thứ nhất là mình sẽ nói qua về cái lý do mà mình bén duyên với học tiếng Thái. Mà trước khi mình vào cái chủ đề chính của ngày hôm nay, thì đối với bạn nào lần đầu tiên đến với kênh YouTube của mình thì mọi người đừng quên nhấn đăng ký theo dõi và ấn chuông để không bỏ sót những video clip mới nhất của mình. Và nếu như mọi người để ý thì đa phần tất cả các video clip mà mình nói trước đây đều sử dụng tiếng Thái và là chính, và mình tại vì thứ nhất là đa phần những người xem kênh YouTube của mình đều là người Thái trên 90%, và cái lý do chính mình muốn nói bằng tiếng Thái là do hiện giờ ấy, mình hồi xưa thì mình có làm việc ở Thái đâu đấy tầm khoảng 1 năm 10 tháng, và sau đó thì mình về Việt Nam thì bạn hiểu đấy, lúc mà mình về Việt Nam thì mình sẽ không có cơ hội được tiếp xúc với người Thái nhiều. Tuy nhiên mình không muốn bị lãng quên đi cái vốn kiến thức mà mình trước đó là mình đã dành công thời gian rất là nhiều để mình tự học, rồi mình đầu tư về mặt thời gian, sức lực và công sức của mình để mình học tiếng Thái, rồi để rồi lúc mình về Việt Nam mình lại lãng quên nó đi. Thì đó là lý do mình quyết định mình làm kênh YouTube tiếng Thái, để mình có thể vẫn trao dồi được tiếng Thái, vẫn sử dụng được tiếng Thái thường xuyên và vẫn nâng cao cái kỹ năng mình nói tiếng Thái. Và cái lý do chính nữa là mình muốn quảng bá cho người Thái và để họ có thể hiểu về văn hóa của người Việt Nam hơn, hoặc là mình cũng muốn khám phá một số những cái topic nó liên quan giữa chủ đề của hai nước. Rồi trước tiên thì mình quay lại về cái chủ đề chính của ngày hôm nay, đấy là lý do vì sao mà mình quyết định học tiếng Thái. Thì chắc hẳn mọi người đã không còn xa lạ gì với nhiều bộ phim series của Thái, nó rất rất là hay, nó khai thác rất là sâu sắc, ý là khai thác rất là hay với nhiều concept khác nhau về chủ đề nào tình cảm, học đường, rồi chuyện ma, phim ma, hay là phim quánh nhau các thứ. Thì thứ nhất là cái đấy là Thái họ làm rất là tốt, và cái thứ hai nữa là dàn diễn viên của Thái nó thực sự rất là đẹp ấy. Nên hồi xưa mình rất thích cái phim Tuổi Nổi Loạn hay tiếng Anh nó tên là Hò Mồn. Thì cái đợt đấy là tại vì kiểu mình nghiện cái bộ phim đấy quá, xong cứ mỗi lúc mà mình phải đợi cái tập mới nó ra, là bình thường lúc đấy là cứ mỗi lúc tập mới nó ra thì bên các bạn mà hay làm phụ đề hay dịch cái phim đấy thì làm sao họ có thời gian mà họ dịch kịp được. Bộ phim lúc đấy mình nhớ là đâu đấy cũng gần 1 tiếng, mà mình thì kiểu nóng lòng muốn chờ xem là tại vì lúc đấy mình đã nghiện cái bộ phim đấy rồi, do rằng diễn viên nó rất là kiểu sáng ấy, sáng á, gương mặt sáng này, nói chung là gương mặt đẹp đồng đều, xong rồi câu chuyện sinh viên học sinh thì nó khá đa dạng, nó rất là gần gũi với mình, tại vì cái đợt đấy là mình cũng là sinh viên, thế nên là mình rất là thích những cái câu chuyện mà nó
nó nói trong cái series lần này. Xong lúc đó kiểu mình cứ nóng lòng, xong kiểu muốn muốn nghe, muốn xem tập tiếp theo nó lại về cái gì. Thế là thay vì mình cứ quyết định ngồi đợi xem là trên trang web này hay là cộng đồng này thì họ sẽ có cái tập tiếp theo để việc search rồi, thì mình lúc đấy mình mới quyết định là bây giờ mày đã có một cái niềm đam mê cháy bỏng với bộ phim Thái, mày cũng rất là thích dàn diễn viên Thái này, rồi mày xem cái bộ phim đấy thì mày cảm giác là Thái sao Thái nó hay vậy, sao nó có thể ra nghĩ ra những cái kịch bản nó thực sự rất là ấn tượng như thế này. Và mình cũng phải công nhận là người Thái họ rất là sáng tạo ấy. Nếu mọi người cứ để ý một số cái quảng cáo của Thái lúc nào nó cũng luôn go viral, nó vừa mang tình nhá, rất là sâu sắc cảm động, nó cũng mang tính hài hước, nhưng mà cái màu mà nó quảng cáo nó rất là sáng tạo. Thế mình cứ bị ấn tượng bởi những câu chuyện đấy, xong mình mà quyết định là thôi thì mình sẽ tự học tiếng Thái, mình vừa tự học tiếng Thái mình vừa enjoy vào những cái bộ phim và những cái sở thích của mình nó liên quan đến Thái Lan. Rồi cái thứ hai nữa là nếu mình học tiếng Thái rồi thì nó mang lại lợi ích cho gì cho mình, thì thứ nhất nó giúp mình có thể giao tiếp được, tại vì mọi người cũng hiểu là Bangkok là một thành phố có lượng khách du lịch đông đông nhất thế giới hiện nay. Xong rồi Thái Lan cũng là một đất nước phát triển mạnh về mảng du lịch, tại vì GDP của họ phần lớn có nguồn đóng góp chính từ du lịch, thế nên là họ họ làm du lịch rất là tốt, con người tốt, dịch vụ tốt, service tốt, thì nó giúp thu hút khách du lịch đông. Thì đấy, nếu mình nên nên người Việt Nam mình hay là cứ hay thích qua Thái du lịch, thứ nhất là về du lịch nó tốt đi, nó nhiều địa điểm du lịch hay này, ăn uống đa dạng, rồi rồi đi lại cũng tiện đấy, xong rồi mua sắm cũng các thứ cũng đa dạng, nói chung là nhiều hoạt động giải trí cho khách du lịch, nên mình không lo cái phần đấy, nên mình mới thấy được là việc mình giao tiếp tốt thì mình nó cũng mang lại cho mình những cái trải nghiệm hay, vì mình có thể giao tiếp được khi mình đi du lịch Thái Lan. Rồi cái thứ hai nữa là về cơ hội nghề nghiệp, tại vì bạn cũng hiểu là đất nước Thái nó cũng rất là nhiều tỷ phú, xong cũng nhiều công ty lớn, xong dạo gần đây thì họ cũng rót tiền vào thị trường Việt Nam rất là lớn, họ đầu tư vào thị trường Việt Nam tại vì họ thấy thị trường Việt Nam là một thị trường tiềm năng, như nhiều công ty lớn ví dụ như CP này, SCG đấy, mấy công ty lớn hoặc là bây giờ nổi tiếng nhất là các bạn cứ đi ngoài đường ở Sài Gòn này, bạn thấy cà phê Amazon đầy ra đường đấy, nó tấn công vào thị trường Việt Nam rồi. Thì vì cái việc mình biết nói tiếng 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 Thái thì cũng là một cái cơ hội nghề nghiệp tốt cho mình. Rồi cái thứ ba nữa là cái cơ hội để mình kinh doanh vì sao, tại vì nước Thái là một đất nước là du lịch tốt, thì họ đã optimize câu chuyện là làm sao để người khách du lịch họ đến đấy họ có những trải nghiệm hay về mặt mua sắm, thế nên là hàng hóa ở Thái nó rất là đa dạng, và đó cũng là một cái cơ hội lớn cho nhiều thương gia hoặc là nhiều bạn có nhu cầu muốn kinh doanh nhập hàng nước ngoài, và họ nhìn thấy Thái Lan là một thị trường tiềm năng, và bản thân người Việt Nam đã có một cái thiện cảm rất là tốt với Thái Lan là tại vì Thái Lan họ rất là friendly, họ mến khách, họ hiểu khách, họ luôn niềm nở, họ luôn giúp đỡ khách hàng hết mình, nên họ đã có những cái thiện cảm tốt như thế, thì họ luôn luôn ready sẵn sàng đón nhận sản phẩm Thái Lan. Và sản phẩm Thái Lan đa phần nó cũng rất là đa dạng sản phẩm khác nhau, xong rồi chất lượng nó cũng rất rất là tốt, và giá thành sản phẩm nó cũng không hề thua kém Thái, không hề thua kém Trung Quốc, Nhật Bản gì hết. Vậy thì người Việt Nam sẽ lúc đấy sẽ bắt đầu so sánh là thay vì tôi nhập hàng Trung Quốc hay vì tôi nhập hàng Hàn Quốc, Nhật Bản, thì bây giờ tôi thấy thị trường Thái Lan nó cũng tiềm năng, mặc dù người Thái họ cũng nhập hàng Trung Quốc cũng nhiều đấy, nhưng mà người Thái họ cũng tự sản xuất nhiều mặt hàng nó rất rất là hay. Xong nhiều mình thấy nhiều bạn TikToker cứ hay nhập hàng bên Thái, ví dụ như mình có quen một em này bé Duy Cơ Bắp này, bé bạn này rất là hay sang Thái nhập hàng xong bán livestream trên TikTok, xong kiểu trời ơi, nhưng mà bạn này nói chuyện kiểu cực kỳ có duyên, xong xong kiểu cũng có tâm ấy, chọn hàng cũng rất là xịn gió ấy, thì mình là cũng 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 rất là quý em đấy. Rồi cái thứ ba nữa là cái thứ tư nữa là mình khi mình thấy Thái Lan này họ phát triển về mảng du lịch tốt này, khiến cho khách du lịch họ có những trải nghiệm hay, thì họ đã làm tốt như thế nào, vậy thì mình nên học hỏi họ ra sao nếu mình muốn
muốn tận dụng những cái hay cái tốt đấy để áp dụng cho thị trường Việt Nam, để thay đổi về hình thức kinh doanh này nọ, về 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 dịch vụ ra sao, thì cái việc mình biết ngôn ngữ nó cũng là cái lợi thế hay để mình có thể tìm hiểu về những cái hay cái tốt của nước bạn để mình áp dụng về nước mình. Xong thêm nhiều khía cạnh nữa là nói chung là mình biết được về về tiếng Thái, mình biết về giao tiếp thì mình hiểu về được môi trường của họ tốt, bị hiểu được về 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 thị trường, về market, về audience, về về người Thái, về hành vi tiêu dùng, hành vi mua sắm của họ ra sao, để at least là có những công ty Việt Nam họ muốn đánh vào thị trường Thái thì mình với góc độ là một người biết ngôn ngữ thì mình có thể hỗ trợ được những công ty này. Thì tại vì hiện giờ mình thấy là cực kỳ nhiều bên cứ đánh vào thị trường Thái, mọi người không biết là người Thái họ cực kỳ họ muốn đánh vào họ đánh vào thị trường Việt Nam cũng rất rất là nhiều. Xong họ liên hệ bên mình họ liên hệ với mình nhiều nhiều lắm luôn đấy, nhiều đến mức theo kiểu là tôi muốn bán sản phẩm này sản phẩm kia, nhưng mà bản thân mình là dân văn phòng nên mình cũng không 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 hẳn là có nhiều thời gian để mình có thể trả lời được hết. Sau không phải các sản phẩm mặt hàng nào nó cũng kiểu, tại vì nhiều cái nó kiểu handmade ấy, xong mình cũng không biết được chất lượng nó ra sao, xong rồi về Việt Nam thì có bán được hay không. Xong nhiều người Thái cứ bảo là ở Thái họ bán được sản phẩm này thì tốt lắm, được giấy chứng nhận này kia, nhưng mà đó đều là những cái câu chuyện mà họ đang kể ra, số liệu họ có, họ giữ trong tay, họ muốn kể câu chuyện gì họ kể. Nên nên đôi lúc kiểu khi mình đã không có intention là mình muốn dành thời gian để làm văn phòng hơn nên mình cũng cũng không có thời gian mà mình feedback với họ nhiều. Nhưng mà nếu bạn muốn có những cái công việc nào mà nó liên quan đến digital marketing hay là market research hay là translator gì thì có thể liên hệ gì với mình để mình cũng có thể nhận thêm những công việc đấy. Rồi, quay lại cái chủ đề chính. Vậy thì phương pháp học tiếng Thái của mình là như thế nào? Thì nói gì thì nói, bắt đầu cái đầu tiên vẫn là bắt đầu bằng những thứ cơ bản nhất. Những thứ cơ bản nhất ở đấy là gì? Thì bảng chữ cái của tiếng Thái nó ra sao? Tiếng Thái thì theo mình nhớ là nó sẽ có 44 phụ âm và có hình như là 32 nguyên âm và 5 dấu thanh điệu thì phải. Mình cũng không không nhớ chính xác. Tại thực sự honestly nhá, đến tận giai đoạn hiện giờ mặc dù mình sử dụng tiếng tiếng Thái mình cũng tự tin, mình làm được văn phòng mình có thể hiểu được trên 90%, thậm chí là 95%. Và nếu mọi người để ý là những topic mình nói ở đây có lượng tương tác của người Thái rất là nhiều, có những cái là gần 500k view, tầm 3-4k lượt bình luận và thậm chí là 10k like. Tại vì mình nói nó có nghĩa, người ta hiểu và nó make sense. Cái logic mà mình trình bày nó có nghĩa nên người Thái mới hiểu, nên mình cũng tự tin về cái khoản tiếng Thái của mình chứ 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 không phải là đến tận bây giờ có tận gần 40k lượng người subscriber, đa phần toàn là người Thái, là không có nghĩa là mình nói nó chả người Thái chả hiểu gì hết hoặc là không make sense. Rồi thêm một cái nữa là nếu mình so sánh với Việt Nam đi, Việt Nam ấy, nếu mình nhớ tại vì Việt Nam của mình chỉ có mỗi 12 nguyên âm, xong 17 phụ âm, rồi 6 thanh 6 dấu, và bảng chữ cái của mình hình như là mình có 24 bảng chữ 24 chữ cái, trong khi mình so sánh với tiếng Thái trời ơi nó nhiều 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 quá trời. Xong cái giai đoạn đấy mình học theo kiểu như học tàu hỏa nhập ma, nhưng mà mình mới find out ra một cái core chính là thực ra mình không nhất thiết là lúc đầu mình phải nhớ hết tất cả 44 cái phụ âm rồi 32 cái nguyên âm rồi rồi 5 dấu dấu thanh điệu này hết. Nhưng dần dần trong quá trình mà mình học, ví dụ như học từ vựng, học ngữ pháp, học giao tiếp thì mình sẽ dần dần mình nhớ cái bảng chữ cái đấy. Rồi sau khi mình đã bắt đầu được với cái những cái cơ bản rồi thì lúc đấy cái thứ hai nữa là mình bắt đầu học từ vựng. Tại vì bạn muốn nghe hiểu mà bạn muốn nghe hiểu, muốn đọc hiểu thì bắt buộc bạn phải có một cái vốn từ vựng đã. Thì thường lúc đó cái giai đoạn đầu thì mình sẽ combine với việc là vừa học từ vựng này, vừa học ngữ pháp cơ bản và vừa học giao tiếp, thì mình chia là 40 40 30 30. 40 30 30 ở đây là gì? 40 30 70. Rồi đúng rồi. Đúng. Là mình tưởng mình ngu toán đấy mọi người, sorry. Thì là 40% là mình lúc đấy giai đoạn đầu là mình học trong trong một tháng đầu là mình quyết tâm là 40% mình sẽ học từ vựng và 30% là mình sẽ học ngữ pháp cơ bản và 30% nữa là mình sẽ học giao tiếp. Cái hay của
của ngữ pháp tiếng Thái là nó na ná ngữ pháp tiếng Việt đấy. Ví dụ như ngữ Việt của mình, tiếng Việt của mình sẽ có cấu trúc câu là chủ ngữ cộng động từ cộng thân ngữ, thì tiếng Thái nó cũng na ná như thế. Cái này là bản thân mình thấy như thế nhá. Nếu nếu mà ví dụ như một số bạn nào hoặc anh chị nào mà học chuyên ngành tiếng Thái mà có những cái nào mà mình chia sẻ nó không đúng thì mọi người có thể góp ý cho mình, tại vì mình sẽ luôn ghi nhận những cái mà mọi người góp ý để mình có thể cải thiện thêm. Và một phần nữa là giống như mình nói là cái này là tự mình học các kiểu cũng chả có ai guideline, nên mình cũng không biết, là mình cũng không hẳn là sẽ tự tin lắm vào những cái về học thuật quá, thì mình sẽ good bằng các bạn, tại vì mình không được đào tạo bài bản hoặc giảng dạy bài bản. Nhưng mà hiện giờ mình tự tin về vốn ngôn ngữ tiếng Thái của mình rồi. Và thêm một cái nữa là hồi xưa mọi người còn không biết là sau khoảng thời gian mình học 3 tháng nhá, lúc đấy là mình đã mình apply vào một công ty ở Bangkok, mình phỏng vấn bằng tiếng Thái và mình pass. Và cái công việc đầu tiên mà mình đi làm đó là công ty ở Thái Lan, đóng công ty ở Bangkok. Thế nên là không có gì là không thể khi bạn có quyết tâm và đam mê và một sự nghiêm túc cho nó. Rồi quay lại về cái ngữ pháp tiếng Thái thì giống như mình nói là cấu trúc câu của tiếng Thái và tiếng Việt nó là nhau, là sẽ có chủ ngữ, động từ và cộng thân ngữ. Thì thường động từ nó hay nằm ở giữa câu, thế nên là ví dụ như phỏng cầm lăng kín khao, phỏng cầm lăng kín khao, phỏng là tôi, cầm lăng là đang ăn, cầm lăng là đang, kín có nghĩa là ăn, ăn là động từ đúng không? Xong rồi khao là tân ngữ, phỏng cầm lăng kín khao thì chủ ngữ động từ cộng tân ngữ, hoặc là không biết mình giải thích ngữ pháp cấu trúc câu như thế không biết có đúng không. Ngay cả bây giờ nhiều khi bảo cho mình phân biệt chủ ngữ động ý là tân ngữ, nhiều lúc mình cũng hơi bị dối ấy. Sorry mọi người, nếu có cái nào mà mình nói không đúng thì mọi người cứ góp ý cho mình nha. Rồi thêm một cái ví dụ nữa là anh ấy đẹp trai có khảo lỏ mạc là anh ấy đẹp trai, khảo có cử anh ấy, lỏ đẹp trai, mạc nhiều lắm, anh ấy đẹp trai lắm đấy. Thì nó là tiếng Việt đấy, mình chả thấy cấu trúc tiếng Việt và tiếng Thái nó khác nhau gì mà, nên nó không bị nặng về vấn đề ngữ pháp, nhưng nó lại bị nặng về vấn đề làm sao để mình nhớ được mặt chữ Thái. Tại vì kiểu nó giống như run ấy, nó cực kỳ khó. Lúc đầu nếu mình compare với kiểu tiếng Trung đi, hay tiếng Nhật đi, hay tiếng Hàn, thì bảng chỉ cái tiếng Hàn mình thấy là rất là dễ nhớ, mình chỉ cần học trong vòng vài ba ngày là mình nhớ được hết. Nhưng mà nếu so sánh đến bảng chữ cái tiếng Thái, nó như run như rắn, kiểu mình xem thực sự mình lúc đầu là mình bị tàu hỏa nhập ma thực sự. Mọi người có biết là lúc đấy là đợt đấy mình học là lúc đấy mình đang ở bên Sinh, xong kiểu mình mọi người mới kiểu là thằng này nó đi bên Sinh mà sao tự dưng lại nó học tiếng Thái bên đấy, nó liên quan gì. Xong rồi kiểu lúc đầu nhiều lúc mình cứ học tự học mà học ở double bus, xong rồi lên MRT Thái cứ cầm quyển sổ nhỏ nhỏ mình cứ nốt ra đấy. Rồi tiếp đến là học giao tiếp, thì mình cứ học giao tiếp cơ bản thôi. Hồi đấy là mình mua một cuốn sách nào đấy cái màu đỏ, mình không nhớ là tự học tiếng Thái gì đấy, nhưng cái cuốn sách đấy nó theo chủ đề, thế nên là mình cảm giác nó rất là hay và nó đúng trọng tâm, tại vì nó mang tính áp dụng cao. Thế nên là mình thấy là học giao tiếp mà học theo chủ đề ấy, nó cực kỳ dễ nhớ mà nhanh nhé. Rồi tiếp đến là cái phương pháp thứ ba nữa là mình luôn tận dụng internet. Tại sao mình nói như vậy? Tại vì cái thời mà mình tự học tiếng Thái ấy, kiếm cái sách học tiếng Thái nó còn rất là khó ấy mọi người. Mà lúc đấy mình ở bên kia, xong kiểu trời ơi, nhiều lúc mình đi kiếm, đi mò khắp luôn mà mình cũng chả kiếm ra được cái cuốn sách nào mà dạy tiếng Thái nó chi tiết cả. Xong cái đợt đấy mình về Việt Nam, mình kiếm khắp tất cả cái hiệu sách mà mình tìm cũng không ra, tại vì kiểu ngôn ngữ đấy hồi đấy nó còn chưa phổ biến, là cách đây kiểu 8-9 năm về trước, nó làm gì phổ biến gì đâu đúng không? 89 năm hay 10 năm mình không nhớ nữa, nhưng nói chung nó rất là lâu. Thế là kiểu
Mình mới liên hệ mấy em mà học ngôn ngữ thứ hai là tiếng Thái hoặc là khoa tiếng Thái để kiểu xin mượn sách nhé. Nhưng mà người ta kiểu cũng không cho, người ta bảo là cái sách này là lưu hành nội bộ. Xong kiểu mình cũng không đủ thân để mình có thể xin người ta là ừ, em mà có thể cho anh mượn anh photo được không? Xong người ta bảo là tại vì cái này lưu hành nội bộ do giáo viên người ta làm cái cuốn sách đấy, người ta build, người ta xây dựng cái kịch cái giáo trình đấy để cho học vị học sinh của trường đấy có thể học, mà bây giờ mà tuồn ra ngoài thì meaning là nó có thể một ai đấy vì mục đích thương mại người ta đi in cái này đấy ra xong người ta bán tràn lan trên mạng thì nó không 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 còn tình nhân, tình nhân người ta gọi là độc nhất vô nhị hay cái gì ấy, mình không biết, mình tình nhân tính chủ tính tính bản quyền nữa rồi. Thì lúc đấy mình mới tận dụng mạng internet là mình tra tra khắp thì mình mới tra ra có một cuốn sách là Mana Mana Money. Mana Money là một cái sách dành cho học sinh theo kiểu học sinh tiểu học các mình học mấy đứa còn nhỏ ấy, thì thường nó sẽ giảng giải rất là nhiều chủ đề, nào nó dạy là làm sao để mình yêu thiên nhiên, mình yêu động vật, mình yêu bạn bè, mình lễ phép với người lớn, lễ phép với mọi người trong xã hội, rồi cách họ cách mình quản lý chi tiêu đồng tiền ra sao, cách mình giữ vệ sinh môi trường trong trường như thế nào cho sạch sẽ. Nói chung là những cái topic nó dạy rất là hay và nó dạy từ những cái rất rất là cơ bản đấy, tại vì mình lúc đấy là tiếng Thái vỡ lòng mà, nên mình cảm giác là nó thực sự relevant với mình và nó thật sự nó cứ rất là có ý nghĩa với mình thì mình mới tìm cái cuốn sách đấy. Nhưng tại vì lúc đấy là kiểu ở bên Tây ấy, khách Tây kiểu khách nước ngoài kiểu kiểu người nước ngoài, người Mỹ, người Anh thì họ cũng đã có nhu cầu học tiếng Thái rồi, thì meaning là sẽ có những cái tài liệu đã được dịch sang tiếng Anh. Thế thì lúc đấy mình mới tận dụng những cái quyển sách mà Nam Mani này mà có cả version tiếng Anh nữa, vừa tiếng Anh vừa tiếng Thái để mình học. Hồi đấy mình cũng không nhớ, mình tìm trên Google xong nó ra được cái đấy, tức là mình thử search đầy đủ tất nhiều loại keyword khác nhau, xong suy nghĩ cái logic đặt câu hỏi của mình là gì, logic tìm kiếm như thế nào để nó ra được những cái cuốn sách nó phù hợp với khả năng của mình lúc đấy. Rồi thêm một cái cực kỳ hay nữa mọi người phải tự thử học cái trang là Learn Thai Podcast, mà theo kiểu là thực sự mình thấy cái trang này là cái trang kỳ kỳ chính chứ, cái chìa khóa chính mà mình cảm giác là mình học tiếng Thái nhanh ấy, nó chiếm như kiểu 40% tactic của mình để mình có thể học tiếng Thái cơ bản nhanh nhất. Tại vì ở đây nó như kiểu Learn Thai Podcast thì người ta sẽ có những cái conversation, ví dụ như Sawadee Krap có cứ hello, Sawadee tuần chào, good morning, khun sư rầy, what is your name, tức là nó sẽ vừa tiếng Thái nó sẽ vừa tiếng tiếng Anh như thế. Xong kiểu mình tải nó về xong mình nghe, bạn có biết là thậm chí là mình nghe thâu đêm suốt sáng, mình cứ để bên tai như thế, xong mình đi ngủ lúc nào không hay. Xong cái đoạn giai đoạn đầu mình học theo kiểu như học như kiểu tàu hỏa nhập ma đúng không mọi người, có những lúc mà mình học đến tận 3 giờ sáng, xong 5 rưỡi sáng mình đã dậy rồi, xong mình còn học học ngày học đêm, học trên xe mà mình, tức là lúc đấy mình còn mọi người học là hiểu là tại vì cái đấy là nó tự mình tự học cái đấy, nên mình phải chia thời gian là nào mình học những môn chính ở trường nó ra sao nữa, xong mình học cái môn này ra sao. Trời ơi, mình lúc đấy mình kiểu mình thực sự rất rất là quyết tâm, nếu mọi người biết mình lúc đấy theo kiểu bây giờ mình tự nhìn lại bản thân mình còn thấy nể ấy, kiểu sao mày quyết tâm dữ dội vậy, sao mày có thể nghiêm túc với cái chuyện này đến thế. Nó chỉ bắt nguồn từ cái bộ phim thôi, nó chỉ bắt nguồn từ từ những dàn diễn viên Thái Lan thôi, nó chỉ bắt nguồn từ từ những cái mày thấy màu sắc mà người ta vẽ ra trên phim nó đẹp như vậy mà nó bias mày khiến mày quyết định mày học tiếng Thái. Nhưng mà at least thì nó cũng là một cái nguồn động lực chính để mình quyết định mình học tiếng Thái và nó đã giúp ích mình rất là nhiều đến thời điểm hiện tại. Rồi quay trở lại cái vấn đề là mình học trên cái trang Learn Thai Podcast này là nó như thì nó giống như như mình nói khi nãy rồi. Hồi đấy mình nhớ là nó cho mình bản free cực kỳ nhiều với mọi người, còn còn bây giờ thì nếu ví dụ như mình register thì nó sẽ có nhiều bản bản nhiều nhiều cái advanced conversation topic hơn,
Hoặc là mọi người cứ lên YouTube đi. Lên YouTube có cả đống luôn đấy mọi người. Quan trọng là mình có kiên trì mình ngồi học chữ trên đấy hay không. Với lại theo kiểu là lúc đấy hồi xưa cái thời mình học theo kiểu là kiếm được một cái smartphone mà nó đầy đủ chức năng, mà nó advanced chức năng giống như iPhone hiện giờ, giống như Samsung hiện giờ thì thực sự nó rất là khó. Nên nói chung theo thì theo kiểu là cứ có thời gian là mình cứ nghe một cái, hồi xưa là hình như mình có iPod Touch, mình cứ nghe trên đấy, cứ nghe hoài trên đấy, xong mình cứ nốt ra sổ sổ nhà, xong mình cứ đọc 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 thôi. Rồi cái tiếp theo nữa là cái bí kíp thứ tư nữa, à dịch thứ tư hay thứ năm nhỉ, whatever, thì là practice ấy mọi người. Practice. Nói chung là mình phải thực hành ra nhiều, mà mình phải cái gì mà mình học thì mình phải áp dụng ngay và luôn, chứ không là mình sẽ quên ấy. Mà giống như anh nói là giống như hồi xưa người ta hay bảo là bây giờ mày muốn học giỏi tiếng tiếng Anh đúng không, thì tán một đứa Tây, thì thay vì bây giờ lúc đấy mình tán một đứa Thái thì mình bắt đầu mình tìm những người Thái, mình cứ tìm trên Facebook, cứ thấy ai người Thái là bắt đầu cứ add bạn, kết bạn, mình không cũng chả khéo họ là người như thế nào và mình cũng chả quan tâm là họ đang nói cái gì, cứ kết bạn với người Thái càng nhiều càng tốt là được, cứ kết bạn đi, xong rồi mình cứ sẽ bắt đầu mình dần dần mình tâm mà người ta đang viết cái gì, người ta đang nói cái gì. Hay là lúc đấy mình cũng dần dần mình thay đổi cái behavior của mình, thì mình cũng tận dụng Google Translate, có những cái thì mình cũng bắt đầu mình viết bằng tiếng Thái, xong dần dần mình cũng thấy là tại vì mình kết bạn người Thái rất là nhiều, mình kết bạn có một giai đoạn mà theo kiểu là mình kết bạn người Thái còn nhiều hơn cả người Việt Nam ấy. Theo kiểu là người Việt Nam hoặc là người nước ngoài khác nó chỉ chiếm đâu đấy tầm 30-40%, còn lại là đều toàn người Thái, mình cũng chả biết họ là ai, mình mặc kệ, mình không quan tâm, mình cứ kết bạn trước đã. Rồi xong dần dần thì họ bắt đầu comment, họ tương tác với mình theo kiểu là mình thấy cũng hay, xong mình bắt đầu nói chuyện với họ thì cũng chỉ bập bẹ một hai câu, sau kiểu ô chết rồi, câu này nói như thế nào, câu này viết như thế nào, thì lại dở sách ra, lại dở cuốn sổ ra, câu này viết như thế này, thì cứ dần dần cứ lặp đi lặp lại, cứ practice. Nhiều khi người Thái người ta cứ bảo là mày có thể nói tiếng Anh cũng được nhá, không cần thiết phải nói tiếng Thái, nhưng mà mình whatever, bây giờ tôi muốn học tiếng Thái thì tôi sai kỵ, tôi cứ nói bằng tiếng Thái đấy, nó cứ thách tham tôi một chút. Xong có những cái mà bạn viết bằng tiếng Thái theo kiểu là mình cũng không hiểu thì mình copy ra Google Translate, nhưng mà có nhiều cái kiểu người Thái họ cũng viết tắt hoặc là họ sử dụng tiếng lóng, là lúc đấy là theo kiểu là đúng mình chịu luôn, là kiểu là ủa nó đang làm gì vậy, nó đang nói gì vậy, mình cũng không thực sự hiểu ấy. Thế là thì lúc đấy mình không hiểu thì mình lại hỏi nó hoặc là bảo nó giải thích cho tao bằng tiếng Anh được không. Và cũng không hẳn là một số người Thái ai cũng đều biết tiếng Anh đúng không, thì mình cứ lựa thôi, mình cứ lựa cứ nói chuyện nhiều thì tất nhiên là mình cũng sẽ kiếm được một số người mà nói dành được tiếng Anh, thì họ cũng sẽ thấy mình là thằng này ít ra nó có nhiệt tình, nó có quyết tâm là muốn học tiếng Thái, thì tôi friendly mà, tại vì người Thái rất là friendly, họ rất là nhiệt tình, nên là cứ tận dụng cái đấy mình hỏi thôi. Xong dần dần thì mình cứ dần mình duy trì cái thói quen như thế, mình học được tiếng Thái qua quyển sách kia, rồi mình học được những từ mới, mình học được cách viết mới, mình học được ngữ pháp mới, từ cái việc mình giao tiếp với người Thái rất là nhiều, thì nó giúp tiếng Thái của mình cải thiện đi rất là nhiều theo từng ngày luôn ấy. Thế nên là trong vòng 3 tháng, và cộng thêm một cái hay nữa là đứa bạn cùng phòng của mình là người Hàn, xong nó lại có một lại nó lại chơi thân với người Thái nữa, thế nên là mình cứ cũng hay gặp điều đấy, là mình cứ practice, xong hỏi nó là lúc đầu thực sự nó hơi khốn nạn, nhưng lúc đầu mình toàn hỏi mấy câu chữ bệnh không à, hỏi mấy câu từ tục tĩu không à, cái đấy là mình nhớ cực kỳ nhanh ấy mọi người, xong mình cứ hỏi nó thôi. Thế là đấy, xong từ đấy thì mình mới dần dần, xong có một ngày nào đấy thì mình quyết định mình học xong, xong mình apply một công ty tiếng Thái, thì mình cũng tìm hiểu về người ta cũng khá là kỹ, xong rồi trước khi mình phỏng vấn thì mình mới chuẩn bị là mình sẽ nghĩ là người ta sẽ hỏi những cái gì và mình chuẩn bị tiếng Thái ra sao, thì dần dần mình cải thiện dần thôi. Thì đó là những cái mà mình chia sẻ thẳng thắn cho mọi người về cái phương pháp, cái bẹo mà mình học tiếng Thái, thì mình hy vọng rằng là nó sẽ giúp ích cho mọi người. Đó là những cái thông tin chính mà mình chia sẻ từ nãy giờ về phương pháp mình tự học tiếng Thái để có thể giao tiếp cơ bản trong vòng 3 tháng nó như thế nào. Và mình hy vọng rằng là những cái mẹo mà mình chia sẻ sẽ giúp ích cho những bạn nào đang có ý định muốn học tiếng Thái. Đấy.
Còn có bạn nào mà muốn hỏi mình gì thêm ấy, hoặc muốn mình tư vấn gì thì có thể liên hệ với mình qua kênh Instagram, mình sẽ chia sẻ thông tin bên dưới cho mọi người. Và cảm ơn cả nhà đã xem video clip của mình đến hết nha. Còn nếu mọi người mà muốn ủng hộ mình thêm thì sau này là mình sẽ cố gắng vừa ra những cả video clip vừa cả tiếng Thái và vừa cả tiếng Việt. Còn nếu mà mọi người bảo là làm tiếng Thái xong rồi làm subtitle, kiểu làm subtitle nó cực lắm mọi người, thực sự sự rất là cực, thì mình xin từ chối việc làm phụ đề nha. Tại vì kiểu mình làm dân văn phòng là mình làm kham không nổi cái đấy ấy, mọi người. Và mình cái chính mình vẫn đi làm công ăn lương, và mình làm mình cái nguồn thu nhập chính vẫn của mình vẫn là từ từ công ty full time, thế nên là mình vẫn muốn focus vào cái core chính của mình. Còn cái kênh YouTube này như là một cái gốc 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 nho nhỏ để mình có thể phát triển bản thân, để mình có thể gần gũi với mọi người hơn, để mình có thể nói về mục đích những cái mà mình làm giống như ban đầu như này. Rồi, thank you cả nhà đã xem của video của mình đến hết nha. Bye bye cả nhà. Xong rồi, đi khá.